What's up everyone? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Sau một tuần đi chơi về thì mình không biết để mình coi thử cá mình còn hay là không. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục vào đi. Đây là phòng của mình nha, mình mới bỏ đồ vào cho nên hơi dơ. Đừng có nhìn ha. Ok, đây là phòng cá của mình. Giờ mình sẽ bật điện lên và quay cho các bạn xem cá mình như thế nào. Trước khi mình đi thì mình đã cho ăn rồi, tất cả các kiểu, nước bơm đầy hết lên, giờ nước nó hao hụt nhiều quá. Ok, lên đèn nhé, lên đèn luôn. Ok chưa, đây tất cả cá của mình, chưa em là chết hết, đầu siêu to khổng lồ, đầu đang nhú, đầu cũng đang nhú luôn. Đầu siêu to khủng lồ, còn sống hết nha, đây còn sống hết nha, đầu siêu to khủng lồ. Em này chắc đang bị móc đầu lại nè, tại không ăn không uống nè. Này siêu to khủng lồ, siêu to khủng lồ hết nha. Anh em nào cần thì nhớ alo mình nha. Đây còn là lột của mình, một nước mình bơm lên là chừng này mà giờ nó có nhiêu đây à. Sau một tuần không có gì hết thì nó đã sệt, rất là sệt. Đây giờ cái dĩa vẫn còn, chưa chết đêm nào hết, cái dĩa vẫn còn, coi em là háng gì đó luôn, là háng bự vẫn còn nhá, còn đều siêu to cũng luôn hết, không con nào bị bụng đầu hay xẹp đầu hết. Đây con này là Black Campa, Black Campfire đào siêu to khổng lồ. Dĩa này luôn, siêu to khổng lồ luôn. Sau một tuần đi chơi thì tất cả cái máy đã còn sống. Hú hồn chim én. Ok, hồi mình dọn dẹp cho tụi nó xong rồi mình sẽ quay clip từng con lên cho các bạn xem ha. Ok, chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé.